Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cỡ lem 2 triệu tốc cần có kỳ loại Luna nè các bạn. Thì đây là một con Luna mới nha các bạn. Nó mới phát hành nha các bạn. Được chạy trên nền tảng của Bimby Smart Chain Bet20 nha các bạn. Thì mình cũng đã check qua dự án website. Nó có website, nó có banner nè các bạn. Và có Google Maps nha các bạn. Thì nó hiện tại nó đang trong chương trình bán hàng VCL là còn 30 ngày nó sẽ end nha các bạn. Nó sẽ listing là một Luna bằng 0.00005 USDT nha các bạn. Khá là nhiều số 0. Tổng khung của con này khá là nhiều luôn các bạn. Rồi thì để claim được thì các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Các bạn connect với mạng BB Smart Chain Bet20 trên chút collect cho tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn lưu ý nên dùng một cái ví phụ nha các bạn. Cái ví mà các bạn đi làm này rớp để đừng có lưu trữ ít tiền thôi các bạn, để các bạn lưu trữ những connect những trang web lạ bên ngoài các bạn. Các bạn lưu trữ những nó sẽ bị hack giết tất cả các bạn nha các bạn, thì nói gì là các bạn hiểu rồi. Rồi sau đó các bạn chỉ bấm vào một claim thôi các bạn. Rồi các bạn bấm vào các bạn có thể mua pixel, mình không khuyến khích các bạn mua nha các bạn. Các bạn cứ việc claim free 2 triệu tục cần thôi các bạn. Bấm kết nối nè. Ôi, này mình phải tốn, mình mất tốn phí mạng là 0.0004. Rồi bạn chấp thuận luôn đi các bạn. Rồi sau khi các bạn claim xong thì các bạn việc copy con sắt cho bằng link mô tả dưới video của mình nha các bạn tích hợp vào thôi các bạn. Đây thì các bạn cứ bỏ chút phi ra các bạn sẽ dây số nha các bạn. Rồi các bạn thêm địa chỉ hợp đồng thôi các bạn. Chúng làm xong thôi các bạn. Ok, mình đã nhận được 2 triệu tiền Luna. Rồi vậy video của mình đã hướng dẫn các bạn claim 2 triệu tục cần Luna đến đây mới kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.